Tổng thống Zelensky nói cả thế giới có lỗi khi để Nga có cơ hội tiến công vào Kharkov. Nga tung video lửa mặt trời TOS-1A phá hủy loạt cứ điểm Ukraine gần chai sông Ra. Ngoại trưởng Mỹ thúc giục Ukraine cải tổ năng lực quốc phòng và nền kinh tế. Xin kính chào quý vị và cảm ơn quý vị khán giả đã dành thời gian theo dõi kênh Nghệ An TV, kênh YouTube chính thức của Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Và chúng tôi rất hân hạnh gửi tới quý vị những tin tức mà chúng tôi vừa mới tổng hợp được. Mời quý vị cùng theo dõi. Trong cuộc trả lời phỏng vấn ABC News ngày 16 tháng 5, khi được hỏi liệu những thất bại hiện nay của Ukraine trước mặt trận Kharkov có phải lỗi của Mỹ hay không, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho rằng không phải Mỹ mà cả thế giới có lỗi khi để Nga có cơ hội tiến công vào Kharkov. Ông Tổng thống Zelensky nói, đó là lỗi của thế giới, họ đã cho Nga cơ hội, nhưng bây giờ thế giới có thể giúp Ukraine. Theo ABC News, ông Zelensky đã kiềm chế không công khai chỉ trích Mỹ, giữ nguyên cách tiếp cận điển hình của ông đối với nước viện trợ quân sự lớn nhất Ukraine. Khi được hỏi về mối lo ngại của một số bộ phận cử tri Mỹ về số tiền viện trợ cho Ukraine, ông Zelensky giải thích. Đó là tiền được chi vào các nhà máy ở Mỹ, tạo ra việc làm cho người Mỹ, và chúng tôi không chỉ đấu tranh cho tự do của mình, nếu không phải Ukraine thì sẽ là một quốc gia khác. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng ít nhất 31 bang của Mỹ đang sản xuất vũ khí hoặc thiết bị quân sự cho Ukraine. Nhà lãnh đạo Ukraine đã có chuyến thị sát chiến tuyến Kharkov. Ở đây, ông đã họp với các lãnh đạo quân đội, thảo luận về những thách thức chính hiện nay tại Kharkov. Tổng thống Zelensky cho biết tình hình Kharkov rất khó khăn nhưng vẫn trong tầm kiểm soát, và lực lượng Ukraine đã gây tổn thất lớn cho phía Nga. Nga mở đợt tấn công mới vào Kharkov hôm 10 tháng 5, gần 2 năm sau khi phải rút khỏi vùng lãnh thổ này sau cuộc phản công của Ukraine. Theo ước tính của AFP, chỉ trong vòng một tuần, Nga đã kiểm soát gần 260 km2 lãnh thổ ở Kharkov, đánh dấu bước tiến lớn một năm rưỡi qua trên chiến trường Ukraine. Giới phân tích cho rằng, một trong những lý do giúp Nga có được bước tiến nhanh hiện nay trên chiến trường Ukraine là sự chậm trễ viện trợ của phương Tây. Tổng thống Ukraine Zelensky tuyên bố Ukraine không thể để mất Kharkov và thế giới có thể hỗ trợ Ukraine giữ vững phòng tuyến này. Nhà lãnh đạo Ukraine khẳng định, tất cả những gì chúng tôi cần chỉ là hai tổ hợp phòng không Patriot. Nga sẽ không thể giành được Kharkov nếu chúng tôi có những tổ hợp đó. Trong chuyến thăm Kiev vừa qua, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết, Washington đang tích cực và khẩn cấp tìm cách cung cấp các hệ thống phòng không Patriot trị giá hàng tỷ đô la Mỹ cho Ukraine. Hồi tháng 4 năm nay, ông Zelensky nói rằng Ukraine cần 25 tổ hợp Patriot, nhưng sau đó điều chỉnh lại thành ít nhất 7 tổ hợp. Mỗi khẩu đội Patriot bao gồm một hệ thống cung cấp điện, radar, trạm điều khiển, bệ phóng tên lửa gắn trên xe tải, các phương tiện hỗ trợ và có chi phí khoảng 1 tỷ đô la Mỹ. Ukraine hiện được cho là sở hữu ít nhất 3 tổ hợp này. Tư lệnh đồng minh tối cao của NATO tại châu Âu, tướng Christopher Cavoli cho biết, ông tin Ukraine có thể giữ được phòng tuyến Kharkov bởi vì lực lượng của Nga hiện nay không đủ để đạt được đột phá chiến lược tại mặt trận Kharkov rộng lớn. Tướng Cavoli nói, Nga không có đủ số lượng binh sĩ cần thiết để thực hiện bước đột phá chiến lược. Quan trọng hơn, họ không có kỹ năng và khả năng vào hoạt động ở quy mô cần thiết để khai thác bất kỳ bước đột phá nào nhằm đạt được lợi thế chiến lược. Họ có khả năng đạt được những tiến bộ cục bộ. Hiện tại, quân đội Nga áp đảo Ukraine về hỏa lực ở Kharkov với tỷ lệ 10-1. Tuy nhiên, ông Cavoli cho biết, Ukraine sẽ sớm khắc phục điều này khi đồng minh chuẩn bị chuyển số lượng lớn đại dược, hệ thống phòng không tầm ngắn cùng các xe bọc thép cho Ukraine. Mới đây, Bộ Quốc phòng Nga đã công bố đoạn video hệ thống súng phun lửa hạng nặng TOS-1A Sonsepiok, còn gọi là lửa mặt trời, phá hủy các thành trì của Ukraine ở ngoại ô Chasukya thuộc vùng Donbass. Hãng tin Sputnik dẫn lời Bộ Quốc phòng Nga cho biết, hệ thống súng phun lửa hạng nặng TOS-1A Sonsepiok của lực lượng dù Ivanovo đã phá hủy các vị trí bộ binh kiên cố của quân đội Ukraine ở ngoại ô Chasukya. Hoạt động thành công này đã cho phép các nhóm tấn công của lực lượng dù Ivanovo giành quyền kiểm soát và phá hủy các cứ điểm của quân đội Ukraine với tổn thất tối thiểu. Trước đó, ông Jan Kazin, là cố vấn người đứng đầu Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng, Denis Pushilin cho hay, các lực lượng vũ trang Nga đã tiến vào vùng ngoại ô thành phố Chasukya, nơi đã được cố thủ và giải mìn dày đặc trong năm qua. Thành phố Chasukya có tầm quan trọng chiến lược do vị trí nằm ở độ cao lớn giúp kiểm soát con đường dẫn đến khu vực khối dân cư lớn nhất
ở vùng Donbass vẫn đang nằm dưới sự kiểm soát của quân đội Ukraine là Slavyan Kramatorsk và Konstantinovka. Tổ hợp pháo phản lực hạng nặng TOS-1A được trang bị 24 đạn rocket 220mm và sử dụng khung gầm xe tăng T-72. TOS-1A được trang bị cho các binh chủng hóa sinh và hạt nhân của quân đội Nga để chống lại đối phương ẩn nấp trong công sự kiên cố, hàng động hoặc đô thị. Từ năm 2001, phiên bản cải tiến TOS-1A bắt đầu được đưa vào hoạt động, có tầm bắn thấp nhất và xa nhất, lần lượt ở các cự ly 400m và 6km. Ngày 14 tháng 5 vừa qua, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã tới Ukraine trong chuyến thăm cấp cao đầu tiên của một quan chức chính quyền Tổng thống Joe Biden kể từ khi Quốc hội thông qua gói viện trợ mới gần 61 tỷ đô la Mỹ tháng trước. Chuyến thăm nhằm thể hiện tình đoàn kết với Ukraine khi Lầu Năm Góc tăng tốc độ cung cấp hệ thống phòng không, pháo binh và trang thiết bị quân sự khác cho Kiev. Nó cũng diễn ra trong bối cảnh Ukraine có thể sắp phải đối mặt với chiến dịch tấn công mùa hè quy mô lớn của Nga và nguy cơ không thể giành lại tất cả các vùng lãnh thổ đã mất, theo chuyên gia. Giới chức Mỹ thừa nhận những thách thức lớn của Ukraine có nghĩa Kiev khó có thể giành lại lợi thế chiến trường ít nhất trước năm 2015. Điều này khiến nhiều quan chức Ukraine lo ngại họ có thể buộc phải ngồi vào bàn đàm phán với Nga trong tình thế bất lợi trên chiến trường. Trong bài phát biểu trước quan chức cấp cao và sinh viên Ukraine tại Học viện Bách khoa Kiev, Ngoại trưởng Blinken cho biết, những tuần và tháng tới sẽ đòi hỏi những người Ukraine vốn chịu nhiều mất mát phải nỗ lực thêm rất nhiều. Song tôi đến Ukraine với thông điệp rằng các bạn không đơn độc. Ông Blinken nói thêm, người Mỹ hiểu rằng ủng hộ của chúng tôi đối với Ukraine sẽ củng cố an ninh cho chính Mỹ và đồng minh của chúng tôi. Họ hiểu rằng nếu ông Putin đạt được mục tiêu ở Ukraine, ông ấy sẽ không dừng lại. Bài phát biểu được đưa ra sau một ngày ông Blinken họp với Tổng thống Volodymyr Zelensky. Chính quyền Tổng thống Biden mong muốn thể hiện sự ủng hộ liên tục đối với Ukraine sau khi những cản trở ở Quốc hội Mỹ đã khiến gói viện trợ bị chậm trễ nhiều tháng và làm suy yếu năng lực quân sự của Ukraine. Trong khi đó, Nga đang dồn lực cho ngành công nghiệp quốc phòng để chế tạo vũ khí phục vụ chiến sự. Lực lượng Nga gần đây phát động cuộc tấn công qua biên giới vào tỉnh Kharkov, đông bắc Ukraine, kiểm soát loạt làng dọc biên giới chỉ trong 2 ngày tấn công. Theo nhận định của giới chuyên gia quân sự, mũi tấn công bất ngờ ở Kharkov là một ví dụ nữa cho thấy thách thức mà Ukraine phải đối mặt khi bước sang năm thứ 3 xung đột với Nga. Lực lượng Ukraine đang bị giàn mỏng, hỏa lực pháo binh bị Nga áp đảo, lưới phòng không suy yếu, trong khi nguồn binh sĩ tiếp viện thiếu thốn. Ngoại trưởng Blinken cho biết tầm nhìn của chính quyền Tổng thống Biden là giúp Ukraine củng cố năng lực quân sự, ngành sản xuất vũ khí và cả ngành công nghiệp nói chung để có cả nền quốc phòng và kinh tế mạnh mẽ hơn. Theo ông Blinken, để thành công, kế hoạch sẽ đòi hỏi những cải cách lớn liên tục để loại bỏ nạn tham nhũng trong chính phủ và quân đội Ukraine. Kiev cũng phải mở cửa các lĩnh vực quan trọng của nền kinh tế như năng lượng để có thể tăng tính cạnh tranh. Ông Blinken nói, chiến thắng trên chiến trường sẽ ngăn kịch bản Ukraine bị sáp nhập vào Nga. Ngoại trưởng Mỹ nói thêm rằng, chiến thắng trong cuộc chiến tham nhũng sẽ giúp Ukraine đạt mục tiêu này. Bên cạnh vạch kế hoạch cho tương lai Ukraine, ông Blinken cũng thừa nhận những thách thức chính trị ở Washington trong nỗ lực phê duyệt thêm viện trợ. Ông nói, người dân Mỹ muốn biết liệu chúng tôi có kế hoạch cho ngày Ukraine có thể tự đứng vững cả về quân sự, kinh tế, dân chủ, để không còn phụ thuộc quá nhiều vào Mỹ hay không. Mục tiêu của chúng tôi là xây dựng nền tảng vững chắc để xua tan mọi nghi ngờ về khả năng Ukraine có thể trừng phạt những ai muốn xâm chiếm lãnh thổ của họ. Ukraine cũng phải đối mặt cuộc chiến trong nội bộ nước Mỹ, nơi các thành viên Đảng Cộng Hòa ở Hạ viện tiếp tục đặt câu hỏi về chiến lược dài hạn và cơ hội thành công của Ukraine. Gói viện trợ gần 61 tỷ đô la Mỹ đã được thông qua tháng trước, nhưng chưa được tới một nửa số thành viên Cộng Hòa ủng hộ. Cựu Tổng thống Donald Trump, ứng viên hàng đầu trong cuộc bầu cử vào Nhà Trắng năm nay, đã đưa ra những thông điệp không rõ ràng về chính sách đối với Ukraine, song tuyên bố sẽ kết thúc xung đột Ukraine trong 24 giờ nếu trở lại Nhà Trắng. Trong chuyến thăm Kiev lần này, ông Blinken đã cố tìm cách trấn an người Ukraine rằng Mỹ vẫn sát cánh với họ. Ông Blinken nói, tinh thần của người Ukraine không thể bị phá hủy bởi bom đạn hay bị chôn vùi trong những ngôi mộ tập thể. Nó cũng không thể mua được bằng tiền hay bị đàn áp. Nó không thể phá vỡ, và đó là lý do Ukraine sẽ thành công. Trong cuộc gặp tại văn phòng Tổng thống ở thủ đô Kiev, ông Zelensky đánh giá cao viện trợ của Mỹ. Tuy nhiên, ông cũng cho biết nhu cầu của Ukraine vẫn rất cấp bách. Nhắc tới hệ thống phòng thủ tên lửa tiên tiến do Mỹ sản xuất, Ngoại trưởng Mỹ nói, phòng không là lỗ hổng lớn nhất đối với Ukraine.
Chúng tôi cần hai hệ thống Patriot cho Kharkov. Rất nhiều người đã bị tấn công, gồm cả dân thường và binh sĩ. Người Ukraine cũng phàn nàn việc Nhà Trắng không cho phép Kiev sử dụng vũ khí tầm xa của Mỹ để tấn công lãnh thổ Nga, điều mà họ coi là bất lợi khi chiến đấu với Moscow. Thời gian qua, Nga đã chứng tỏ khả năng thích ứng và sử dụng bom lượn cùng nhiều loại đạn dược để làm cạn kiệt hệ thống phòng không của Ukraine, phá hủy cơ sở hạ tầng năng lượng và tấn công tiền tuyến. Theo giới quan sát, Ukraine cần phải củng cố hệ thống phòng thủ gồm cả các chiến hào và bãi mìn khi đối mặt nguy cơ Nga tiến hành cuộc tấn công lớn thời gian tới. Các nhà phân tích và quan chức quân sự nhận định mục tiêu của Nga trong đợt tấn công vào Kharkov không phải là kiểm soát khu vực mà là kéo giãn lực lượng Ukraine ở tiền tuyến, làm suy yếu hệ thống phòng thủ của nước này. Nhà nghiên cứu Michael Kopman tại tổ chức Quỹ Carnegie vì Hòa bình Quốc tế tại Washington nói, ở giai đoạn này của cuộc chiến, Nga nắm thế chủ động và có lợi thế về nguồn lực. Tuy nhiên, điều đó không đồng nghĩa họ chắc chắn sẽ chiến thắng. Tình hình sẽ phụ thuộc vào những gì xảy ra trong những tháng tới. Ông Kopman nhấn mạnh gói viện trợ bổ sung gần đây không phải là cây đũa thần. Ông nói, nó không thể giải quyết ngay lập tức các vấn đề mà quân đội Ukraine phải đối mặt, đặc biệt là vấn đề thiếu đạn dược. Tuy nhiên, các quan chức Mỹ nói họ đang hành động nhanh nhất có thể. Từ ngày 24 tháng 4, chính quyền ông Biden đã công bố khoản viện trợ 1,4 tỷ đô la Mỹ cho Ukraine bằng cách sử dụng quyền rút vốn của Tổng thống, loại hỗ trợ nhanh nhất. Nhà Trắng tháng trước cũng công bố thêm 6 tỷ đô la Mỹ hỗ trợ quân sự dự kiến sử dụng vào cuối năm nay. Trong những tuần tới, Nhà Trắng có kế hoạch hoàn tất bản ghi nhớ dài hạn nhằm đảm bảo hỗ trợ an ninh cho Ukraine trong thập kỷ tới. Các nhà ngoại giao và chiến lược gia quân sự Mỹ muốn giúp Ukraine củng cố hệ thống phòng thủ trong năm nay, không lên kế hoạch phản công lớn như năm ngoái. Thay vào đó, họ hy vọng Ukraine có thể giữ vững phòng tuyến, bổ sung lực lượng, duy trì tuyến hàng hải trên Biển Đen cho tàu thương mại, cũng như kiềm chế mối đe dọa từ năng lực quân sự Nga ở bán đảo Crimea. Giới quan sát cho rằng, nếu có thể xây dựng lại sức mạnh quân sự, Ukraine có thể có vị thế tốt hơn trong năm sau. Ông Daniel Fried là quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ về hưu và hiện là thành viên tại Tổ chức Hội đồng Đại Tây Dương ở Mỹ nói, tôi không nói chắc rằng họ sẽ chiến thắng, nhưng đó là một kịch bản hợp lý.